Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Trang, biên tập viên của bản tin tử vi tuần mới của 12 con giáp trên kênh Lịch ngày tốt, cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích, dự đoán về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe trong tuần mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Tử vi tuần mới từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng tuần dự báo, người tuổi Dần, tuổi Dậu sẽ có một tuần hanh thông thuận lợi hơn hẳn so với thời gian trước đó. Còn các con giáp khác sẽ đón tuần mới ra sao? Mời các bạn cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây. 1. Tử vi tuần mới tuổi Tý. Tuần này là một tuần không mấy thuận lợi đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp. Đầu tuần, nhờ có chính quan phù trợ, bạn có thể gặt hái được thành công hoặc khẳng định được vị thế của mình. Song chính điều đó cũng khiến bạn trở nên kiêu ngạo. Từ giữa tuần trở đi, thương quan và kiếp tài xuất hiện, chứng tỏ bạn dễ gây hấn với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Phương diện tài lộc khá suôn sẻ kể từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh và người làm các công việc tay trái. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác để kiếm thêm nhiều cơ hội triển vọng. Thiên cầu chiếu mệnh cho thấy bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc, không nên làm việc quá sức cũng như nhận hết việc về mình. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển đáng kể trong tuần này. Vợ chồng bạn rơi hết từ rắc rối này đến rắc rối khác mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì đôi bên chưa thực sự hiểu nhau. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tránh kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tìm được cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, vợ chồng dễ mâu thuẫn, chưa biết thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. 2. Tử vi tuần mới tuổi Sửu. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc dần vào thời điểm cuối tuần. Nếu như đầu tuần, dưới sự tác động của kiếp tài và tỷ kiên, bạn liên tiếp bị gây khó dễ, thậm chí vướng vào phân tranh, thị phi, thì khoảng thời gian sau đó, bạn tìm được hướng để khắc phục khó khăn, đi trên con đường đúng đắn của riêng mình. Thêm vào đó, cát tinh thiên đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Tài lộc của bản mệnh nhìn chung là ổn định, không có nguồn thu nào lớn nhưng cũng không cần phải chi tiêu quá tốn kém trong tuần này. Bạn biết cân bằng chi tiêu nên dù chỉ có một khoản thưởng nhỏ cũng đủ để bạn tiêu xài cho đến hết tuần. Chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm chứng tỏ bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của mình. Khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn, bạn không nên đặt cái tôi quá cao, không nghe theo ý kiến hoặc lời giải thích của người ấy. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, chuyện tình cảm vướng mắc không nên đặt cái tôi lên quá cao. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, dễ vướng vào chuyện thị phi, rắc rối với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và cố gắng phấn đấu. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chi tiêu có kế hoạch nên không rơi vào cảnh thiếu thốn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nắm bắt được cơ hội để khẳng định điểm mạnh của bản thân. 3. Tử vi tuần mới tuổi Dần. Người tuổi Dần có một tuần tương đối thuận lợi trên lĩnh vực sự nghiệp. Nhờ có thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh, bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong những lĩnh vực quen thuộc. Phương diện tài lộc cực kỳ rực rỡ vào thời điểm cuối tuần, bạn làm gì cũng thu được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh kiếm được lợi nhuận từ những khách hàng mới, trong khi đó, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì những đóng góp của mình. Tuy nhiên trong tuần này, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc. Chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện rõ rệt vào cuối tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, vợ chồng quá bận rộn khiến tình cảm xa cách, thì nay là lúc đôi bên cần tìm cách hâm nóng cảm xúc. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, khiến mọi người xung quanh phải nhìn nhận bằng một con mắt khác xưa. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc,
nên tìm cách hóa giải khúc mắc và hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cần chú ý hơn khi tham gia giao thông. 4. Tử vi tuần mới tuổi Mão. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão có hung có cát, cảnh báo bạn cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì. Đầu tuần là thời điểm mọi việc thuận lợi, bạn có thể gặt hái thành công. Tuy nhiên đến cuối tuần, dưới ảnh hưởng của thương quan và thiên quan, bạn có thể bị cấp trên gây khó dễ, khiến công việc có nhiều khúc mắc trở ngại hơn. Nhờ có chính tài và thiên tài giúp đỡ, người tuổi này có cơ hội phát tài nhờ các công việc chính hoặc nhờ vào may rủi của bản thân. Nếu luôn chăm chỉ cố gắng, bạn ắt sẽ gặt hái được một thành quả xứng đáng. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này. Cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn vào tuần này. Vì thế, hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán. Chuyện tình cảm biến động theo chiều hướng tích cực hơn vào thời điểm cuối tuần. Nếu còn độc thân, bạn dần dần bước ra khỏi thế giới riêng và cho những người thật sự chân thành với mình một cơ hội. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, nhanh chóng gặt hái thành công từ khi mới bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, bị cấp trên gây khó dễ, công việc nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cởi mở hơn trong các mối quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, giàu lên nhanh chóng nhờ tiền lương hoặc may mắn. 5. Tử vi tuần mới tuổi Thìn. Tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Mối quan hệ của bạn với cấp trên hoặc đồng nghiệp đều xuất hiện vấn đề. Có thể sự nóng nảy, độc đoán của bạn khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu. Vì phương diện sự nghiệp không có nhiều tiến triển, nên tài lộc cũng khó gia tăng. Bạn cần hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng vào thời điểm này để tránh thua lỗ. Ngoài ra, những mối đầu tư từ trước đó của bản thân cũng ít có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của mình cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh. Do đó, bạn cần có các chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình. Trong chuyện tình cảm, nếu đầu tuần lứa đôi vẫn còn ngọt ngào với nhau, thì đến cuối tuần, mọi việc lại chẳng thuận lợi như vậy nữa. Nhiều vấn đề xảy ra khiến đôi bên bắt đầu nghi kỵ nhau. Đừng giữ những suy nghĩ ấy trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia để người ấy được biết về những vấn đề bạn còn vướng mắc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng hành xử nóng nảy khiến cho mọi người phản cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, cần hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp xuất hiện nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, vợ chồng nhiều mâu thuẫn, thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chi tiêu tốn kém, cần tiết kiệm hơn nếu muốn giàu có. 6. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ. Một vài khó khăn do tỷ kiên và kiếp tài gây ra không thể cản bước thăng tiến của người tuổi Tỵ trong tuần này. Bạn kiên định với lý tưởng của mình, không nghe theo lời nói ngả nghiêng của người khác nên nhanh chóng thoát khỏi các vụ thị phi. Tiếc rằng chuyện làm ăn chưa có nhiều tiến triển trong tuần này. Thực thần cho thấy chỉ những người làm công việc tay trái mới có thể kiếm được một khoản tiền lương kha khá cho mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nhìn thấy kết quả. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc. Vì thế bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc mua sắm những món đồ không cần thiết, đồng thời chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ của người ngoài. Chuyện tình cảm lắm nỗi buồn trong tuần này, thậm chí đôi lứa mâu thuẫn với nhau đến mức khó có thể hàn gắn. Cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ đi tới bờ vực rạn nứt. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, kiên định với lý tưởng, nhanh chóng vượt khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, giúp đỡ người khác, được nhiều người tín nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhận được khoản tiền nhỏ do các công việc làm thêm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, quan hệ vợ chồng xa cách, khó có thể hàn gắn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, không nên ngây thơ tin lời rủ rê của người khác. 7. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có xu hướng cải thiện vào thời điểm giữa tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, dưới ảnh hưởng của kiếp tài, bạn thường phải làm mọi việc một mình,
thậm chí phải nhận lời gièm pha của mọi người, thì đến giữa tuần, nhờ chính ấn và thiên ấn phù trợ, công việc của bạn đạt kết quả tốt, khiến mọi người phải thán phục. Tuy nhiên, ngũ quỷ cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại. Bạn nên có lòng đề phòng mọi người, đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến chuyển trong tuần này, chỉ những người tập trung vào công việc chính mới có thể nhận được một khoản kha khá. Vì thế, bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề, khiến các công việc chính lỡ dở, đồng tiền khó chảy về túi. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ rơi vào tình trạng căng thẳng, đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Cả hai không chịu nhường nhịn, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày một trầm trọng hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, phải chịu lời gièm pha của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tập trung vào công việc tìm cách khẳng định mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân tiếp cận hãm hại. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, vợ chồng lạnh nhạt, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nên hạ cái tôi của mình xuống để hàn gắn quan hệ. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. 8. Tử vi tuần mới tuổi Mùi. Người tuổi Mùi hãy tin rằng chỉ cần bạn cố gắng không ngừng nghỉ thì mọi khó khăn sẽ qua đi, dù là người có quyền cao chức trọng đi nữa cũng không thể làm khó bạn. Nếu bạn có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao bất kể khó khăn thì bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội, vươn lên vị trí xứng đáng hơn. Tài lộc không có nhiều tiến triển trong tuần này. Nếu muốn túi tiền rủng rỉnh hơn, bản mệnh cần tìm kiếm các công việc làm thêm phù hợp với thời gian và năng lực. Người làm kinh doanh, đầu tư chưa thể nhận được lãi lời từ những quyết định làm ăn trước đó. Trên phương diện tình duyên, thái âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Hãy chủ động bày tỏ thiện cảm với người bạn có cảm tình. Tuy nhiên, việc quá mức đào hoa lại không phải là dấu hiệu tốt với những ai đã lập gia đình. Bạn cần chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, cố gắng hết mình rồi khó khăn cũng sẽ qua. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, chưa thu được lời lãi từ những khoản đầu tư trước đó. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, giữ khoảng cách với người khác, đừng tổn thương người thân. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, người độc thân hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. 9. Tử vi tuần mới tuổi Thân. Sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá khó khăn trong thời điểm này, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Dường như mọi người xung quanh đều không có thiện ý với bạn, khiến bạn phải làm tất cả mọi việc một mình. Tốt nhất, bản mệnh chớ nên than thân trách phận, hãy suy nghĩ tích cực và cố gắng không ngừng để mọi việc chóng qua. Sao Dịch Mã cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn. Đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản đối với bạn, khiến bạn phải rút lui. Hãy nghĩ đó là điều mình bắt buộc phải vượt qua nếu muốn trở nên mạnh mẽ, phát triển hơn trong tương lai. Ngược lại, phương diện tài lộc của những người làm đầu tư, kinh doanh phát triển rực rỡ ngay từ đầu tuần. Những mối quan hệ bạn gây dựng từ trước đó tạo điều kiện để bạn mở rộng kinh doanh, nhanh chóng thu hồi tiền lời lãi về tay. Chuyện tình cảm của tuổi Thân có nhiều dấu hiệu tích cực vào cuối tuần. Những hiểu lầm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi dần được tháo gỡ, khiến hai người ngày càng hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, gặp phải nhiều khó khăn, không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, chớ coi khó khăn, thách thức là vật cản lối bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, nhanh chóng thu được tiền lời lãi từ các khoản làm ăn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hóa giải được khúc mắc mâu thuẫn với người thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nhận được tiền đầu tư của người thân thiết. 10. Tử vi tuần mới tuổi Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu chỉ có dấu hiệu cải thiện vào những ngày cuối tuần khi nhận được sự che chở của chính ấn. Còn thời điểm đầu tuần, bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ, khó có thể tìm được cơ hội phát huy năng lực. Với người làm ăn kinh doanh, do có nhiều cát tinh hội tụ vào đầu tuần nên bạn có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi. Hãy kiên định với sự lựa chọn của mình, tương lai sẽ còn nhiều điều tốt đẹp đáng để bạn mong chờ. Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng.
Người đã lập gia đình luôn biết trân trọng và tôn trọng nửa kia của mình. Chính vì vậy, dù có việc lớn nhỏ trong gia đình, bản mệnh cũng luôn trao đổi với người ấy. Hai bạn chính là một cặp đôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thường xuyên bị gây khó dễ, không tạo cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh chính xác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy kiên định với sự lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tìm được mối nhân duyên đầy triển vọng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tôn trọng nửa kia, gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. 11. Tử vi tuần mới tuổi Tuất. Sự nghiệp của người tuổi Tuất lên xuống thất thường trong tuần này, đòi hỏi bạn không được chủ quan, lơ là một giây phút nào. Tỷ kiên và kiếp tài khuyên bạn, dù có chắc chắn với sự lựa chọn của mình đến mức nào đi nữa, bạn cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh, đừng đưa ra những quyết định bốc đồng. Tình hình tài chính không có nhiều dấu hiệu cải thiện. Đầu tuần, thực thần xuất hiện cho thấy người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản tương xứng với công sức của mình. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu pha một cách phung phí, bởi đó có thể là tất cả những gì bạn có được trong tuần này. Chuyện tình cảm đầu tuần yên ấm, nhưng đến cuối tuần, nhiều sự cố bắt đầu xuất hiện. Có lẽ khó khăn là lúc khiến bạn nhận ra những khuyết điểm của người ấy. Tuy nhiên, nếu là khuyết điểm nào cho qua được thì bạn nên cho qua, chớ nên soi mói quá mức. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, không nên chủ quan dù ở công việc quen thuộc thế nào đi nữa. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, quyết định bốc đồng sẽ khiến bạn phạm phải lỗi sai. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, cẩn thận khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, hãy bao dung hơn cho những khuyết điểm của người ấy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chớ nên chi tiêu tốn kém vì tài chính không dư giả. 12. Tử vi tuần mới tuổi Hợi. Người tuổi Hợi cần xác định tinh thần khiêm tốn, dĩ hòa vi quý trong tuần này. Dù bạn có được cấp trên đánh giá cao và trao trọng trách thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo. Bản mệnh vẫn cần học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi ai cũng có những ưu điểm đáng để học tập. Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm giữa tuần. Có lẽ những khoản đầu tư của bạn từ trước đó đã dần có những dấu hiệu lạc quan. Bạn có thể mạnh dạn tiếp tục đầu tư vào những mối làm ăn lớn hơn, đừng chần chừ do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thật sự tốt với mình. Người đã lập gia đình lại cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn, đừng dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động xã giao. Tốt nhất, bạn nên tìm cách để cân bằng các mối quan hệ của mình, biết trân trọng những ai quan trọng hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, vợ chồng thiếu quan tâm đến nhau, bận rộn các công việc riêng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, không nên kiêu ngạo dù đạt thành tích cao. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, bắt đầu thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, nhận ra ai là người thật lòng với mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, hãy mạnh dạn bước ra khỏi thế giới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một tuần mới tốt lành và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé.